Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đem hai con cẩu mút cát với tầm giá dưới 2 triệu ra chơi review cho bạn cùng xem nha. Thì ở đây mình có một con này, hôm bữa mình cũng mới mua nè các bạn. Con này mình mua với giá là 1 triệu 3 các bạn. 1 triệu 3 thêm tiền ship nữa thì là tầm 1 triệu 3 40 ngàn. Cái con này cái kiểu dáng ở đây, con này màu trắng ha. Thì cái đây là cái gầu của nó nè các bạn. Đó, cái gầu của nó là bằng kim loại nha. Đó, thì nó được có một cái chỗ này đó là chục vít nè các bạn. Đó, được chục vít, còn lại tất cả đều là nhông nhựa các bạn. Ở trong đây cũng là cái nhông nhựa luôn. Ồ các bạn ơi, cái chỗ này như con ốc này nó dặn cái chỗ cái gầu này nó bị sao rồi các bạn. Chắc này mình phải về dặn lại nha. Rồi còn cái phần con này các bạn. Con này thì mình mua cũng lâu rồi. Với tầm giá nó là cũng tầm 1 triệu mấy đó các bạn. Nói chung là con này nó mua cao hơn là cái con này nè các bạn. Con này nó cao hơn thì nó có thêm cái đồ gấp các bạn. Nó có cái đồ gấp với lại đồ đục đó. Mà cái con này mình chơi nó bị đứt mấy cái dây các bạn đó. Cái dây này rất là dễ đứt nè các bạn đó. Con này mua lâu rồi nó bị đứt mấy cái dây nè đó. Nó mới đứt thêm cái dây này nữa các bạn đó. Đây nè, cái dây này nè, nó đứt nè đó, đứt. Tại con này cái kiểu dáng của nó dài các bạn ơi đó. Nó cần của nó rất là dài nha đó. Còn con này thì cần nó ngắn nè. Con này cần ngắn, con này nhìn nó cần nó dài, nó mỏng manh. Con này thiết kế nhìn nó mỏng manh hơn nha các bạn. Đây, con này thiết kế nhìn mỏng manh hơn. Còn con này thiết kế thì nhìn nó bự hơn nha. À, thì cái buồng lái của hai con này các bạn, hai con này cái buồng lái của nó thì đều có thể là bỏ người mô hình vô được nha các bạn. Đây, ở đây mình có bỏ một cái nhân vật người mô hình vô nè các bạn. À, ở đây nó không có cái kính các bạn thì mình có thể cho vô rất là dễ luôn. Và như bên này cũng vậy nè các bạn. Bên này thì mình cũng có thể cho người mô hình vô được nè các bạn. Đây, bây giờ mình có thể cho vô phía này nè các bạn. Đây. À, con này đưa người mô hình vô thì nó hơi cao các bạn. À, nhưng mà nói chung nhìn cũng ok các bạn. À, nó hơi cao thì mình chỉnh lại tí là sẽ được các bạn. À, các bạn thấy rõ không? Nè. À, nó hơi nghiêng nghiêng đầu một tí các bạn, nhưng mà mình sẽ chỉnh lại được nha các bạn. À, đây, nhìn nó cũng sẽ rất là giống thật không các bạn. Đây, cái tay này mình có thể cho lên điều khiển nè, ở vô lăng nè. Đó, này nè các bạn. Đó. Đó, nhìn rất đẹp luôn không các bạn. Đó. Thì hai con xe này á, được cái là cái cabin nó có thể cho được người mô hình vô. Thì hai con này đều là gầu bằng kim loại nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau thử tốc độ của hai con này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử tốc độ của hai con xe này nha các bạn. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, đó, thì con Volvo này mình thử tốc độ các bạn. Mình cũng đã thử nhiều con nha. Mình thấy con Volvo này nó chạy rất là nhanh nha các bạn. Đó, thì con này tốc độ cũng không bằng con Volvo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử sức kéo của hai con xe như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử sức mạnh của con xe màu trắng này trước nha các bạn. Wow, cái cục đá này cũng khá là nặng các bạn. Con xe này nó lôi được luôn nha các bạn. Đó. Wow. Rồi lôi được có tới cái bánh này là nó ngưng lại các bạn ơi, là bị nhõng ben lên các bạn. Đó, lôi tới đây là bị nhõng ben này nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử con Volvo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho con Volvo thử kéo coi có nổi chiếc xe này không nha các bạn. Wow, cũng nổi nha các bạn. À, bây giờ sẽ xem nó vượt qua cái chỗ này coi có mắc cái gì không nha. Wow. Wow, rồi hai con này cái sức kéo nó cũng na ná nhau các bạn ơi. Nó cũng tới cái gờ này là con xe này nó cũng kéo không nổi, cũng nhõng ben luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thử qua một cái thử thách khác nha. Bây giờ mình sẽ thử cho con xe màu trắng vượt thử địa hình này coi như thế nào nha các bạn. Ha ha ha.
Rồi, bị trượt ngã các bạn ơi. Thì cái chỗ này nó hơi lài lài nè các bạn. Thì cái con xe này nó bị trượt ngã đây. Đó, coi như là cái thử nghiệm này thì con xe này lần thứ nhất là coi như là không ok nha các bạn. Đó, đây là một cái hai cục đá mình đã làm ngẫu nhiên thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem coi con Volvo này nó sẽ vượt qua như thế nào nha. Rồi. Rồi xong rồi các bạn ơi. Con này thì lại gặp một cái accident khác nha các bạn. Vượt qua những cái địa hình này á, thì ngoài cái con xe á, thì cũng là phụ thuộc vô cái kỹ năng của người điều khiển nữa nha các bạn. Coi như là vượt qua cái hai cục đá này thì hai con này đều ngã nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một cái thử thách khác nha. Bây giờ mình sẽ cho hai con này thử loại nước rồi coi như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai con này cùng xuất phát vượt qua cái đường địa hình ngay chỗ này nha các bạn. Đây là cái đường địa hình gồ ghề rồi có sình nước nè. Để mình xem coi hai con này nó sẽ vượt qua cái địa hình như thế nào nha các bạn. 1, 2, 3, let's go. Rồi con này nó bị mắc kẹt đây nè các bạn ơi. Đây con này nó đã bị mắc kẹt và nó bị tuột cái xích ra luôn các bạn ơi. Đây nó bị mắc kẹt, nó tuột xích luôn rồi. Đây cái gầm của nó ngay chỗ này nè các bạn. Nó bị mắc kẹt cái gầm ở chỗ này nè. Nó ngắn quá à, nó gầm đây rồi nó nhô lên đất đây nè. Là nó vượt qua không được các bạn. Đó, thì cái con này coi như là cái chinh phục cái chỗ đường này là coi như là thua nha các bạn. Đó, cái con này thì nó có thể vượt qua được rất là ok. Tại cái con này cái gầm nó cao hơn nè các bạn, nhìn thấy không. Đó, cái gầm nó cao hơn, con này gầm nó thấp hơn nè. Đó, gầm thấp hơn thì vượt qua những cái đường mà có gồ ghề mấp mô á là con này vượt qua không được nè các bạn. Vậy thì con này vẫn nhỉnh hơn nha các bạn. Rồi bây giờ trời cũng tối rồi, chắc là mình phải tạm dừng video ở đây. Rồi hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Các bạn thấy xem video thấy hay các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký ủng hộ mình để mình làm những video khác nha các bạn. Bye bye.